Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Messi ghi bàn tuyệt đỉnh, Inter Miami trở lại đỉnh bảng, huấn luyện viên thở phào cuối trận. Sáng nay 14 tháng 4, dù phải gàm khách trên sân Kansas City, Inter Miami tránh khỏi trận đấu thảm họa nhờ phong độ chói sáng của dàn sao tấn công. Inter Miami lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 với một siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp của Messi. Qua đó, đội bóng của David Beckham trở lại đôi đầu bảng xếp hạng sau 9 trận đấu. Cuối trận thì hàng loạt người hâm mộ đều ấn tượng với pha thở phào rất là mạnh từ huấn luyện viên Tata Martino. Áp lực trong từng trận đấu là quá lớn. Messi và đồng đội của mình thi đấu dưới sức ép cực lớn từ hơn 70.000 khán giả trên sân Arrowhead của Sporting Kansas City. Đây là một con số khán giả lập kỷ lục tại giải MLS ở mùa bóng 2024. Trước trận đấu này, dù mà được đánh giá cao hơn Sporting City, tuy nhiên thì Inter Miami đã khởi đầu tương đối là chật vật. Ngay từ phút thứ 6, đội bóng của danh thủ người Argentina sớm phải nhận bàn thua. Hàng thủ thì lỏng lẻo, Inter Miami đã khiến cho họ phải trả giá. Khi mà hậu vệ Marcelo Wigan để mất bóng từ giữa sân, giúp cho các cầu thủ Sporting Kansas City đoạt được bóng, trước khi Eric Tomy ở vị trí trống trải tung ra một cú sút xa ghi bàn mở tỷ số 1-0. Người đáng trách trong bàn thua trên đó chính là Wigan khi mà để mất bóng hớ hênh ngay ở giữa sân, tạo điều kiện cho đối thủ phản công nhanh. Bàn thua này như là một gáo nước lạnh dội lên các cầu thủ Inter Miami khi mà họ đang đối mặt liên tiếp với một trận đấu đáng thất vọng nữa trong chuỗi 5 trận sa sút gần đây, bao gồm có hòa 2 và thua 3. Tuy nhiên trong tình cảnh khó khăn thì Messi đã lên tiếng để giúp cho đội nhà vượt khó. Phút thứ 18, với nỗ lực không biết mệt mỏi của Messi và nhãn quang thiên tài của mình đã giúp cho anh có một pha kiến tạo tuyệt hảo cho đồng đội của mình là Diego Gomez thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1. Vào hiệp 2 thì thế trận trở nên thoáng hơn. Inter Miami đẩy cao tốc độ tấn công. Trong bối cảnh các pha đan bóng nhịp nhàng giữa Messi, Suarez, Alba chưa được hiệu quả thì siêu sao Argentina đã tự mình làm lên siêu phẩm. Khoảnh khắc của siêu sao Messi xuất hiện phút 52. Nhận bóng từ cự ly 20m, anh dứt điểm căng đưa bóng vượt qua tầm tay thủ môn Kansas City, bay vào góc hiểm. Cả cầu trường vỡ òa bởi vì bàn thắng đẳng cấp này. Trong khi thủ môn của Kansas City phải thốt lên "No way", tạm dịch là "không thể nào". Thời gian sau đó liên tiếp chứng kiến những pha phòng ngự hớ hênh của cả hai bên. Inter Miami đã để cho Tomy lập được cú đúp. Không có ai theo kèm anh để cho tiền đạo này bắt vô lê, đập cuột dọc vào lưới gỡ hòa 2-2. Phải đến phút thứ 78 thì tiền đạo kỳ cựu Suarez im lặng từ đầu trận cũng như là các trận gần đây, chớp một thời cơ ghi bàn từ đường truyền của Diego Gomez khi mà cướp bóng từ chân trậu vệ của đội Sporting Kansas City, giúp cho Inter Miami vượt lên dẫn với tỷ số 3-2. Trong những phút cuối trận, Sporting Kansas City gây ra sức ép dữ dội. Tuy nhiên Messi và đồng đội của mình nỗ lực hết mình bảo vệ được thành công chiến thắng quý giá. Qua đó tìm lại được hương cương vị chiến thắng sau 5 trận hòa và thua. Inter Miami qua đó cũng vươn lên trở thành ngôi đầu bảng khu vực miền đông giải MLS với 15 điểm sau 9 trận, gồm 4 thắng, 3 hòa và 2 thua. Sức hút của Messi vẫn là đáng kể tại Mỹ khi mà Kansas phá kỷ lục khán giả đến sân ở trận này. Thông thường họ chơi trên sân Children Messi với sức chứa khoảng 18.500 khán giả. Nhưng mà mỗi khi biết tiếp đón có Messi, đồng đội thì Kansas dùng sân Arrowhead thường dùng cho các trận bố bóng bầu dục ở Mỹ. Hơn 70.000 khán giả đã tới sân xem Messi thi đấu. Phá kỷ lục cũ là 52.424 khán giả xem trận Kansas City giao hữu với MU cũng trên sân Arrowhead năm 2010. Nhiều khán giả đã mặc áo của Kansas nhưng mà điện thoại cầm lại quay Messi phần lớn thời lượng này. Trận đấu này hai lần bị dừng
bởi vì có khán giả chạy vào sân để được đứng cạnh siêu sao Argentina. Đầu tiên là một cậu bé được khán giả reo vang cổ vũ. Sau đó thì một người trưởng thành chạy vào đòi chụp ảnh cùng với M10. Nhưng mà cả hai người này đều đã bị vệ sĩ Yacine Chueco của riêng Messi ngăn chặn lại. Sau trận thì Messi được SofaScore chấm 8,8 điểm. Nhưng mà không phải cầu thủ hay nhất. Gomez gây tượng ấn tượng nhất với 9,1 điểm. Trong đó có pha cướp bóng và căng ngang dọn cỗ cho Luis Suarez đệm bóng, ghi bàn ấn được 3-2 cho đội khách. Chiến thắng này giúp cho Miami trở lại đỉnh bảng MLS bằng điểm với New York Red Bull, nhưng mà hơn hiệu số bàn thắng bại. Với một bàn thắng trong trận đấu, Messi đã có được 18 bàn cho Inter Miami từ khi gia nhập và đến chạm vào vị trí top 3 cầu thủ ghi bàn mọi thời đại của đội. Xe trên Messi lần lượt là Gonzalo Higuain 29 bàn và Leonardo Campana 25 bàn. Chung cuộc thì Miami giành chiến thắng 3-2 trước đối thủ, trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng miền Tây với 15 điểm sau 9 trận. Sau chuỗi trận này chỉ cách nhau 3 ngày thôi, Miami sẽ được nghỉ 1 tuần nữa, rồi sẽ tiếp Nashville ở vòng 12 MLS ngày 20 tháng 4. Mateo Messi, 8 tuổi, con trai thứ hai của Messi và Antonella Roccuzzo đã khiến mạng xã hội phát cuồng khi mà cậu bé ghi đến 5 bàn thắng trong một trận đấu cho đội U9 Inter Miami và bắt chước cách mà ăn mừng giống như bố của mình. Đoạn video trận đấu Mateo Messi ghi 5 bàn cho đội U9 Inter Miami đã được rò rỉ mới gần đây trên mạng xã hội, khiến cho người ta phát cuồng bởi vì cậu bé thể hiện những kỹ năng đi bóng qua người và cũng ghi bàn cùng với phong cách ăn mừng giống hệt như bố của mình, tờ Marca Tây Ban Nha đã viết. Một trong những khoảnh khắc của Mateo thu hút gây chú ý của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, đó là khi cậu bé thực hiện quả sút phạt và ghi bàn. Sau đó thì quyết định ăn mừng như bố, hai tay thì giơ lên cao và gửi nụ hôn đến khán giả trên khán đài. Trong ba cậu con trai của Messi, bao gồm có Thiago, Mateo và Ciro, thì Mateo có một phong cách thi đấu bóng đá, dáng chạy, rồi thì kỹ năng rất giống với danh thủ Argentina. Cậu bé cũng như anh trai của mình, Thiago, đang thi đấu cho đội U12 Inter Miami, đều mặc áo số 10 như bố, tờ Marca đã tiết lộ. Với tài năng bẩm sinh và niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, Mateo Messi cho thấy cậu bé sẵn sàng ghi dấu ấn trong làng bóng đá thế giới, tiếp bước người cha nổi tiếng của mình, tờ Marca đã nói. Cách đây không lâu thì Mateo Messi cũng gây bão trên mạng xã hội với một đoạn clip cậu bé cùng với người bạn của mình ở đội U9 Inter Miami thực hiện bằng tâng bóng hết sức điệu nghệ, cho thấy cậu con trai thứ hai của Messi có khả năng chơi bóng đá một cách bẩm sinh, hoàn toàn hứa hẹn trở thành một cầu thủ tài năng ở trong tương lai. Hiện tại thì Mateo Messi đang là thành viên của Học viện Inter Miami, nơi mà cậu bé thi đấu ở các giải dành cho trẻ em, thanh thiếu niên. Giống như bố của mình, cậu bé mặc áo số 10 và dáng chạy không lẫn vào nhau được, như là một phiên bản của Messi thời thơ ấu, tờ Marca đã đánh giá. MU may mắn thoát thua Bournemouth trong trận đấu mà hạn chế của Erik ten Hag tiếp tục phơi bày. Quỷ đỏ không chỉ ca sút xa cúp C1 mà còn bị đẩy khỏi nhóm dự Europa League. Khi mà bước vào trận đấu ở Vinity, MU đã biết rằng thất bại nặng nề của Tottenham trước Newcastle. Điều này được cho là có tác động tích cực đến tâm lý của thầy trò Erik ten Hag. Trên thực tế thì không có nét tích cực nào được MU thể hiện khi mà đối đầu với chủ nhà Bournemouth năng động. Bournemouth gần như không có mục tiêu phấn đấu khi mà thứ hạng 12 đảm bảo cho đội xuất trụ hạng. Dù vậy thì họ luôn thể hiện được sự nhiệt tình trong cách thi đấu mà Iraola đã truyền tải. Một số cầu thủ Bournemouth cũng muốn thể hiện mình để tìm kiếm cơ hội danh dự cho Euro 2024. Dominic Solanke là một trong những trường hợp như vậy. Solanke đã rất khéo léo để tận dụng khoảng trống mênh mông trong đội hình của MU. Sau pha mất bóng của Garnacho tấn công vào vị trí của trung vệ trẻ Windy Kampawa và giúp cho đội nhà mở được tỷ số. Kịch bản này bắt đầu lặp lại trong tình huống Kovac ghi bàn thứ hai cho Bournemouth. Kampawa không biết che chắn, còn Garnacho thì lại đứng sai vị trí trong lúc triển khai hệ thống phòng ngự từ xa. Còn trung vệ Marcos Senesi là tác giả
của cả hai pha kiến tạo cho Brovatnot. Điều này nói lên hàng tiền vệ của MU, nhất là Casemiro, đang chơi tệ như thế nào. Cả hai lần Bruno Fernandes đều ghi bàn giúp MU vỡ hòa. Đầu tiên là một cú sút cận thành sau khi Bruno Mott phòng ngự thiếu tập trung. Sau đó là một quả phạt đền gây ra tranh cãi. Kobe Mano, người trúng người Doc Trest, bóng bật tay Adam Smith trong thế bị động. Trọng tài Harrington đưa ra một quyết định khắc nghiệt và Bruno thực hiện cú sút 11m thành công giữa những tiếng la ó phản đối kịch liệt của cổ động viên. Quả phạt đền này gây tranh cãi thực sự giúp MU tránh được toàn thua trước Bruno Mott trong cùng một mùa giải.